Hello, xin chào các bạn. Ok, trong cái bài 1, bài 2, lesson 1, lesson 2 thì chúng ta đã học về từ hello rồi. I am, tôi là gì rồi, tôi là gì rồi. What's your name, tên bạn là gì rồi đúng không? Và ta đã biết về cái am here, là nói về động từ to be, đúng không? Động từ to be có nghĩa là thì là ở. Ví dụ như tôi là, đúng không? Thì là I am, là tôi là, I là tôi, am là... Em chính là động từ to be, có nghĩa là, đúng không ạ? Hay là name, name nghĩa là tên. Y là, đúng không ạ? Name là, đấy. What cũng vậy, what là cái gì? Is, what là cái gì? What is, thì có từ what và từ is. Thì từ y là nghĩa là, hoặc thì, hoặc ở. Thì các bạn trước ta đã học về như vậy. Chúng ta đã nghe qua. Ông người nói là, hello I am Lisa. Mọi người nói, hello I am Eric. Rồi các đoạn hội thoại thứ hai là có Sandra và có Hiro nói chuyện với nhau. Đấy, thì chúng ta đã có cái câu chuyện có vài như vậy. Thì các bạn nhớ cái phần grammar spot nhé, là phần quan trọng nhất của một cái bài học. Các bạn nhớ là ai là đi với am. Các bạn nhớ là sẽ có từ ai là đi với em. Lúc nào ai chỉ đi với em thôi, không đi với khác. Còn từ is này nó đi với cái chủ ngữ số ít, tức là chủ ngữ mà chỉ về cái một sự vật, một sự việc, một người thôi. Is là chủ ngữ số ít và ta sẽ có a là đi với chủ ngữ số nhiều. Họ nhớ như vậy. Nhớ là trên 2 đấy, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ có phần hội thoại tiếp theo. Bây giờ ta sẽ có phần hội thoại tiếp theo. Bài này ta sẽ học về phần this is. This là chủ ngữ giả cái này, cái kia. Bây giờ ta sẽ học về một cái gói gọi là this thì this là chủ ngữ giả nhé. Bây giờ ta sẽ học về this. Từ this thì ta sẽ tra cách đọc ở đây. Các bạn học một từ thì các bạn hãy tra cách đọc nhé. Ta có một âm thờ. Ta có từ this. Từ this này là một chủ ngữ giả. Mang tính chất là cái này. Hay là đây. Đâu có. Trong tiếng Việt ta thì cũng giống tiếng Anh thôi. Ví dụ ta cầm lấy một cái gì đó trong tay mà ta không biết là cái gì, đúng không ạ? Thì ta chỉ bảo nó là cái này, cái này, cái này. Cái này là cái gì? Đấy. Hoặc là đây, đây. Đây là ai? Đây là ai? Hoặc đây là cái gì? Hoặc đây là con gì? Hoặc đây là của ai? Thì chúng ta dùng từ this như vậy. Nó là đại từ số ít. Nó là đại từ số ít các bạn nhé. Đại từ số ít, chủ ngữ giả this mang nghĩa đây cái này. Các bạn nhớ là đại từ số ít, this mang nghĩa đây cái này. Rồi thì chính vì nó là số ít nên is sẽ luôn là cộng với y các bạn nhé, cộng với y. Thì ta sẽ có nghĩa bằng, ta sẽ có nghĩa là đây là, đúng không? Y là nà rồi, thì ta có nghĩa là đây là, đây là, hay là cái này là, hay người này là, cái này là, hay người này là. Trong bài này ta sẽ dùng cái nghĩa là đây là đi, ok chưa? Bây giờ ta sẽ nhìn một đoạn hội thoại của cái phần có this is này, là phần 1.3 này, là John, this is, this is, ở đây ta sẽ đối âm, this is. Nối âm vào thành this thì Hiroshige. John, đây là Hiroshige, tức là cái bạn nữ này. Bạn giới thiệu với anh áo đỏ về áo xanh là Hiroshige. Sau đó lại nói với ông áo xanh Hiroshige. John Mason. Các bạn sẽ thấy như vậy. Vậy là giới thiệu một người, tức là một người ở giữa, một người trung gian giới thiệu cho hai người đối diện nhau. Đấy. Bây giờ ta sẽ cùng nhau lắng nghe để luyện lại. Thực ra nó rất dễ thôi, đọc cho các bạn nghe một lần thôi. John, this is Hiroshige. Hiro, this is John Mason. Hello, John. Hello, Hiro. John, this is Hiroshige. Hiro, this is John Mason. Đấy, các bạn, quan trọng các bạn nên thấy từ này this is, chứ không đọc là this is nhé. Nó sẽ là this is. This is, chứ không phải là this is. This is là không đúng, thì nó là this is Hiroshige. This is John Mason. Ok, vậy là ta đã có cái phần bài chương 3 là xong nhá. Bây giờ các bạn có thể thực hành, đúng không ạ? Thay tên cái this Hiroshige này bằng tên Hương, tên Hạnh chẳng hạn. This is Hạnh. This is, this is. Quan trọng là cứ this is. Đây là, đây là. Nhá. Rồi. Thì đây là bài số 3. Bài số 3
đây là lesson 3. Lesson 3 nó kết thúc ở đây với từ viết đây. Các bạn rất dễ và dễ thấy nó rất nhẹ nhàng, đúng không? Các bạn ôn lại cho mình. Ở bài 4 chúng ta sẽ sang phần how are you nhé. This is chủ ngữ giả. John, this is Hiro Shiga. Hiro, this is John Mason. Hello, John. Hello, Hiro. John, this is Hiro Shiga. Hiro, this is John Mason. Hello, John. Hello, Hiro. John, this is Hiro Shiga. Hiro, this is John Mason. Hello, John. Hello, Hiro.